Chào bé nha, hôm nay thì Trung có một sản phẩm khá là hay ho muốn giới thiệu cho mọi người nha. Một căn nhà tại khu quy hoạch Nguyên Tử Lực Trần Thánh Tông, phường 8 Đà Lạt ha. Nhà ở khu quy hoạch thì mọi người biết rồi, sổ sách pháp lý rất là rõ ràng ha. Đường nhựa tô tận nơi, diện tích là 43m², ngang là 5m4 nha. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà ha. Này, Trung đang nhìn ngược ra đó. Đây, tầng trệt thì có một phòng khách, một nhà vệ sinh và bếp ha. Đây, kế bên của nhà vệ sinh là phòng bếp đây. Nhà thì có hơi cổ một chút nhưng mà được cái là pháp lý rất là rõ ràng ha. Và giá thì nó cũng dễ nghe thôi. Đây, chúng ta đã xong ở tầng trệt rồi nha. Giờ bây giờ chúng ta chuẩn bị lên tầng 1 ha. Được cái nhà này thì pháp lý rất là rõ ràng. Và đường nhựa thì ô tô tận nơi rồi, mọi người thấy rồi ha. Rồi, bây giờ chúng ta lên tầng. Tầng 1 của chúng ta thì nó sẽ có 3 phòng ngủ nha mọi người. Và 2 nhà vệ sinh ha. Rồi, ban công thì rất là rộng thoáng. Đấy, mọi người thấy không? Nhà rất là sáng sủa ha. Được cái chiều ngang của căn nhà là 5m4 nên là đó làm cửa nhiều nữa nên là đó ánh sáng rồi thoải mái ha. Đây thêm một phòng ngủ nha. Rồi có toilet ở trong luôn nha mọi người. Từ đường Trần Thánh Tông Nguyên Tử Lực mà ra Hồ Xuân Hương thì đâu đó chỉ có 5 phút đi ô tô thôi, cũng rất là gần. Từ đường Trần Thánh Tông Nguyên Tử Lực mà ra Hồ Xuân Hương thì đâu đó chỉ có 5 phút đi ô tô thôi, cũng rất là gần ha. Ra tới Hồ Xuân Hương thì mọi người đi đâu nó cũng tiện rồi. Trên này thì mọi người có thể thiết kế lại thành phòng thờ hoặc là thêm một phòng ngủ nữa nha. Trên này cũng có nhà vệ sinh ha. Này, và có cả làm giếng trời nữa nên là nó rất là sáng sủa nha. Làm giếng trời này thì nó sáng sủa ha. Nhà liền kề ngay trung tâm thành phố thì làm giếng trời kiểu này nó sẽ tốt hơn. Rồi bây giờ mình ra phần sân thượng ha. Đây, còn một phòng sân rộng, mọi người muốn phơi đồ, phơi đạc thì nó rất là thoải mái rồi. Đây, phía trước là một cái viên nhà lồng nha, view rất đẹp. Rồi, Trung xin nói lại là giá bán của căn nhà này là 6 tỷ nha. Và cũng đang cho thuê là 8 triệu một tháng nha mọi người. Đây, đường nhựa trước nhà đây. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ cho Trung nhé, qua Facebook hoặc là Zalo của Trung nha mọi người. Số điện thoại thì Trung sẽ để dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hãy theo dõi Trung để được cập nhật thêm nhiều sản phẩm hay hơn nhé.